Lại cú dứt điểm nữa. Thời điểm đầu tiên của trận đấu, mặt hành của các thủ quả trị FC đang phải làm việc vất vả. Nguy hiểm quá, chân cháy. Tỷ số được cân bằng là 1-1 dành cho các thủ quả trị FC. Tung Eosu là người đã giúp cho trận đấu trở về trạng thái cân bằng. Đó có thể là một trong những pha bóng mà không có nhiều những sự hỗ trợ kịp thời của thủ thành Donnarumma. Các đội ở tuyến giữa và đặc biệt là hệ thống phòng ngự cũng đã có một chút lơ là và quýt. Có bàn thắng và tỷ số là 2-1. Tuy nhiên được 5 phút là người đã tỏ ra khá đau trong tình huống vừa rồi. Năm nay chúng ta sẽ còn rất nhiều những bàn thắng được ghi. Thì đó nó sẽ là những sự kỳ vọng. Từ lúc này ít nhất thì bảng tỷ số chúng ta vẫn đang ở trong trạng thái cân bằng. Anh nhân đã có một chút lỗi về bàn tỷ số và sẽ đang cố gắng để cập nhật sớm với anh em. Lại là pha bằng ra nữa và lần này bàn thắng thuyết phục dành cho cao thủ của Quảng Trị FC. Quả tỷ số được nâng lên là 2-1. Lần này thì không bị khước từ và Quảng Trị FC đã hoàn hảo. Họ không phải là những người đã bắt đầu cho bàn tỷ số ngày hôm nay, nhưng bây giờ chính họ là người đã vượt lên. Người ghi bàn lại là cầu thủ Mao số 10, người đã thi đấu rất nổi bật và thậm chí là có tình huống đá chính đầu tiên, Rizibo. Như vậy là Rizibo cùng với Kung Eosu là những người đã có bàn thắng. Bây giờ thì hai đội bóng có cảm giác như đã bắt đầu khẩn trương hơn cho trận đấu của mình. Vẫn còn tỷ số nâng lên là 3-1 cho cao thủ của Quảng Trị FC. Thủ thành đương 5 phút dù đã có thể cản phá được ở tình huống nhịp bóng trước, tuy nhiên sau đó thì cùng Eosu tiếp tục khiến cho cái lưới của Donnarumma bị rung lên lần thứ 3 trận đấu năm nay. Và đó là cú đúp của Kung Eosu. Một cái thi đấu đang rất tỏa sáng của cầu thủ này trong áo của Quảng Trị FC. Và điều đó đồng nghĩa việc ở bên kia chuyền tiền. Cú đá thẳng, tuy nhiên bóng không vượt qua được hàng rào. Vẫn còn tình huống của đội trưởng Hương Trần. Nỗ lực kiểm soát bóng của Nhật Ken. Ngay cả thủ thành của các thủ Quảng Trị cũng đã chủ động mang ra. Hưng Trần chân cháy. Bóng trích sang ngoài.
Khôi vừa đến dành cho đội trưởng số 7 của Cao Thủ Áo Đỏ. Vẫn có khá nhiều những giải pháp có thể nói là rất màu mỡ để có thể có được bàn thắng tiếp theo trong ngày hôm nay của Cao Thủ Quảng Trị FC. Đó là điều mà Nhật đang nhắc đến và hat-trick của Kung Elso. Một trận cầu bật số 13 đang tỏa sáng liên tiếp và tỷ số được nâng lên là 4-1 dành cho Cao Thủ Quảng Trị. Một mình Kung Elso đã góp công đến 3 bàn và bàn thắng còn lại là của Rinsimor. Mà cần đến một sự lo lắng cần thiết của các đồng đội cho vị trí của Ngô Lợi. Mặc dù họ đang dẫn trước, tuy nhiên cũng cần phải có những sự chắc chắn. Xoay người khá hay. Từ tấn công của Cao Thủ Thiên Lâm Hội nhưng lại không có một pha mở cánh, nhưng vẫn còn chân cháy. Tình huống mà thủ thành Ngô Lợi mặc dù đã có thể chạm bóng, Tuyền không thể cứu thua cho Cao Thủ của Quảng Trị FC. Và người ghi bàn đó là cầu thủ màu số 4 Phước Lộc, rút ngắn khoảng cách cho Cao Thủ Thiên Lâm Hội. Và bây giờ là bàn số là rút ngắn 2-4. Cú xoay người và dứt điểm trái khá hay của Phước Lộc. Là cái cháy bắt bài khá hay, phản công cho Quảng Trị FC. Tình huống lấy bóng và bắt bài của số 99 Nhân Ken. Tuy nhiên đáng tiếc là số đó sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc cho họ mà thôi. Có vẻ như Phước Lộc là người vừa lùi về rất. Không biết ở trong những phút còn lại liệu còn đủ thời gian để Cao Thủ của Thiên Lâm Hội rút ngắn khoảng cách. Bàn thắng đến rất bất ngờ dành cho Thanh Phước. Pha xử lý bóng chìm và chéo góc xa của số 20 đã đủ để có thể đánh bại được thủ thành Ngô Lợi lần nữa. Và tỷ số rút ngắn còn 3-4 cho Thiên Lâm Hội. Bây giờ thì khoảng cách chỉ còn là một bàn nữa thôi. Một bàn dẫn trước mong manh cho Cao Thủ Quảng Trị FC. Rất chủ động dành cho trung vệ Thanh Trung. Phản công của Cao Thủ Thiên Lâm Hội 3-3. Đường chuyền Hải Dương. Xử lý quá hiền của số 8. Chúng ta theo dõi lại một pha phản công rất nhanh của Cao Thủ Thiên Lâm Hội. Pha băng ra và chọn điểm rơi không tốt. Và nó giúp cho Cao Thủ của Quảng Trị FC có bàn thắng. Đó là tình huống ghi bàn của đội trưởng Hưng Trần. Bóng được đưa về khu vực ở phần sân nhà và sau đó là thực hiện pha treo bóng về phía khung thành của Khánh Duy. Tỷ số nâng lên là 5-3. Là cơ hội phản công nữa. Nỗ lực của Quốc. Lần này thì không thành công của số 14. Phản xạ tốt. Và bóng mà giành Ngô Lợi vừa cứu thua cho Cao Thủ của Quảng Trị FC. Cao Thủ Thiên Lâm Hội họ đang rất cần trường, nhiệm vụ của họ lúc này rất rõ ràng là cần có hai pha là bàn. Có quá nhiều những sự nuối tiếc ở trong những tình huống như vừa rồi. Hà Dương sáng về về áp sát. Tuyền không có tình huống dọc biên, nhưng lấy bóc bóng dành cho Thành Nguyễn.
quá khó cho số 8. Sang PP. Còn là sang PP, khoảng trống đây. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của cao thủ Tiêu Lâm Mội và cao thủ của Quảng Trị FC. Chiến thắng chung cuộc là 5-3 nghiêng về cao thủ Quảng Trị. Và đó là những gì mà chúng ta được chứng kiến trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả quan tâm dõi. Và xin chúc cho Bóng Quý Thành sẽ có một ngày sinh nhật tuyệt vời cùng với những người anh em của mình. Và chúng ta sẽ trở lại vào buổi tối ngày mai. Còn bây giờ quý vị khán giả hoàn toàn có thể lựa chọn trận đấu đang được phát trực tiếp bởi Bình Minh Quang Anh. Còn tôi là Yên của anh Kim Cường Lai Bóng Đá. Chúc quý vị những ngày cuối tuần thân ái, tạm biệt.